Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trên các sông suối nhỏ, thượng lưu Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi nắng nóng. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối có mưa rào. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mưa rào, dông, cục bộ có nơi có mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa trời nắng nóng, chỉ số tia UV cao, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.